Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ta chưa bao giờ quên, làng là của ta. Nói thế nào nhỉ, chính cung. Đồ ngốc này, bản tính tốt rốt cuộc cũng không xấu. Đổi thành người khác có địa vị như bây giờ, sớm đã một đống vợ thiếp rồi. Sao phải thương lượng với ta làm gì? Càng không cần phải để lộ ra bộ dạng uất ức như vậy. Ta hiểu, nếu như ta ép chàng bỏ Uyển Nhi, cô ấy sẽ xuất giá hoặc là tìm đại một người rồi cả. Chàng nhất định là sẽ ôm hận cả đời. Ta cũng không nỡ nhìn thấy chàng đau lòng như vậy. Nhưng đại nội, chàng là người làm chuyện đại sự, nam nhân phải cưới cả thiên hạ, chinh chiến xa trường mới là chuyện nên làm. Từ thời cổ đến nay, đánh giá một nam nhân, đại đa số là nhìn vào sự nghiệp, tấm lòng, học thức, tài hoa của hắn, chưa bao giờ nhìn qua biểu hiện của hắn ở trên nữ nhi tình trường. Dịu dàng là lắm mộ của anh, là lấm mộ của anh hùng. Đại lôi, chàng tuyệt đối không thể nào bị hậu viện tình ái làm lỡ dở. Cho nên chuyện của hậu viện cứ giao cho ta xử lý là được. Ta sẽ nói chuyện với Uyển Nhi. Nếu như cô ấy đồng ý nhận tỷ tỷ như ta, ta cũng thấy rất vui. Chàng hãy đem tâm tư đặt vào chuyện nên làm. Nếu như Uyển Nhi, xưng đế là chủ ý của chàng định ra, thế thì ta sẽ dốc toàn lực giúp chàng. Cô ấy quả thật là một viên ngọc, nhưng vẫn còn quá trẻ, khó mà đảm nhiệm được. Làm quan còn được, xưng đế còn kém rất xa. Còn cần chúng ta tiếp tục mài giũa, tiểu anh. Nhưng mà bây giờ phải bồi dưỡng cho ta trước đã. Tô Anh và Uyển Nhi nói chuyện một đêm dài, còn nói mấy lời bí mật của khuê phòng, Trình Đại Lôi không biết. Cuối cùng, Uyển Nhi kính trà cho Tô Anh, cũng xem như là đã vào cửa của Trình gia. Thư phòng của phủ thành chủ. Ở ngoài bôn ba mấy tháng, Trình Đại Lôi nghỉ ngơi được nửa ngày, liền bắt tay vào xử lý các việc ở trong sơn trại. May mà trước khi mình rời khỏi đây, đã xây dựng tốt kết cấu của tổ chức. Cho nên những ngày mình không ở đây, sơn trại vận chuyển yên bình, tất cả đều như bình thường. Sơn trại thành cấp mô cấp 3, thành chủ Trình Đại Lôi, sở hữu kỹ năng, tinh thông xây dựng, tinh thông đào quặng, cố phòng, đồng lòng, chữa lành. Kiến trúc ở trong thành, phủ thành chủ, điểm tướng đài, binh doanh, kho lương thực, ngân hàng tư nhân và 10 loại kiến trúc, sở hữu búp, tính dẻo dai, được mùa. Quân chính quy 2 vạn, dân binh 2 vạn, về phương diện số người, bởi vì sự phong tỏa của Tống Bá Khang và ảnh hưởng của lời đồn, lượng lớn lưu dân gia nhập vào thành Cáp Mô đã giảm thiểu. Trong mấy tháng này, chỉ có 1.000 người di chuyển đến nơi ở trong thành, số cư dân 18 vạn, lưu dân ở ngoại thành tầm 10 vạn. Hiện tại, thành trì đã không thể nào tiếp tục thăng cấp. Thiếu Liên có dã tâm, nên mở rộng địa bàn của người, chiếm lĩnh càng nhiều thành trì hơn. Xem ra thành trì cấp 3 là giới hạn của thành trì đơn rồi. Nếu thăng cấp lên nữa chính là xây dựng cả Lương Châu. Trải qua khoảng thời gian phát triển, số người của đội hỷ tự đã vượt quá 1.000 người. Đều được phái đến các nơi để thăm dò tình báo. Nếu như tính thêm các thám tử bị mua chuộc ở các nơi, số người còn nhiều hơn. Xem thử tin tức bọn họ đưa tới. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tin tức ở trong đế quốc đã liên tiếp xuất hiện. Phần đầu tiên, đế quốc có nhiều nơi xuất hiện thời tiết cực đoan, mạch khô hanh hoặc là ngập lụt, lạn châu chấu, thu gom lương thực ở nhiều nơi. Chỉ có Cầm Xuyên là mưa thuận gió hòa, ngoại thành lại khai khẩn mấy trăm ruộng mẫu ruộng. Đây có lẽ là ảnh hưởng của phần thưởng mây mưa của Uyển Nhi. Mấy năm nay có lẽ là mấy năm được mùa. Ngoài Cầm Xuyên ra, loạn lạc của các nơi đều không dừng lại. Chiến tranh nhiều lần, nhất định là sẽ gây ra phá hoại rất lớn đối với việc sản xuất thương nghiệp. Thương nhân loạn thế đều khó khăn. Lương thực không dễ mua, lại gặp phải thiên tai,
nghĩa là giá lương thực năm nay sẽ là tăng lên gấp vài lần. Nhưng mà thành Cáp Mô ngược lại không cần phải lo lắng, kho lương thực ở trong thành đã đầy, vì sắp đến mùa thu hoạch. Uyển Nhi Tiểu Anh cũng đang quần chuẩn bị mở rộng kho lương thực mới. Lương thực đầy đủ, có lẽ đợi vào đông có thể khởi binh được rồi. Phần thứ ba là báo cáo gần đây của phường thợ thủ công. Kỹ thuật búa máy sức nước của phường thợ rèn đã bắt đầu thành thạo hơn rồi, làm ra nhiều bộ rèn ván khuôn. Dưới sự nghiên cứu của nhiều thợ thủ công, ưu thế kết cấu của Đại Bác dễ dàng chế tạo vận chuyển. Trong thời gian nửa năm, phường thợ thủ công đã tạo ra được hơn 10 cái Đại Bác, hàng trăm viên đạn sắt, hàng nghìn bộ áo giáp, kiện binh khí, còn có hàng vạn kiện dụng cụ nông nghiệp cho nông dân mượn nâng cao hiệu quả. Quả nhiên cổ nhân đều không ngốc, chỉ cần mình bắt đầu bọn họ đều có thể phát triển rất tốt. Ơi, có lẽ mình phải dành thời gian đi đến tiệm thợ rèn xem thử thế nào.